Xin chào các anh chị em. Hôm nay thì Tùng sẽ hướng dẫn chị em làm quen với đàn guitar. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tập bằng tay phải trước. Bằng tay phải chúng ta ký hiệu là ngón P, ngón I, ngón M và ngón A. Rồi thì chúng ta tập ngón cái trước nha, là ngón P trước. Anh chị em đặt nhẹ dây số 6 nè. Rồi anh chị em đàn xuống. Đó, đàn xuống, tay trái chưa có bấm gì hết nha. Tập tay phải trước, đàn xuống. Rồi, cái bàn tay chúng ta là các ngón tay nắm lại, nắm hờ lại. Đàn đúng một ngón cái thôi. Đó rồi, và khi mà anh chị em đàn á thì cái chân anh chị em sẽ đập xuống một cái, một hai ba, và anh chị em lưu ý là khi đàn này chỉ số 6 á, thì khi khi đàn dây số 6 xong nè, ngón cái chúng ta sẽ đè xuống dây số 5 đó, nó tì dây số 5 đó, đàn dây số 6 nó tì dây số 5, đàn dây số 5 thì nó sẽ tì dây số 4, hiểu chưa? Rồi bắt đầu đếm giúp cái Tùng nè, một hai ba. Rồi lần thứ hai, hai hai ba, lần thứ ba, ba hai ba, lần thứ bốn, bốn hai ba, lần thứ năm, năm hai ba. Sở dĩ thì Tùng muốn tập cho anh chị em phải đếm là một hai ba, hai ba ba, ba hai ba gì đó, thì để cho chúng ta có một cái số lượng cái số lượng và thống nhất lẫn nhau. Để cho tập đều ngón tay, chứ không thôi là cái ngón tập nhiều, cái ngón tập ít. Chúng ta phải đếm lại mỗi lần đàn ấy, là chúng ta tập 10 chu kỳ như vậy. Cái 1 2 3 2 2 3 3 2 3 gì đó, đếm lên tới 10 lần như vậy nha. Rồi, nhớ là những cái nốt nhạc nào mà ở vị trí đầu tiên thì chúng ta đàn mạnh hơn. Ví dụ như là 1 là mạnh nè. 2 3 được khẽ lại. Rồi, 2 được mạnh. 2 3 3, thấy chưa? Thì chỗ nào ở vị trí đầu tiên là chúng ta đợt mạnh hơn, hai nốt còn lại chúng ta đợt nhẹ lại. Rồi hồi nãy chúng ta tập tới số 5 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta vào tiếp thứ số 6 nè. Chuẩn bị 2 3 6, 2 3 7, 2 3 8, 2 3 9, 2 3 10, 2 3. Đó là chúng ta tập xong dây số 6. Tương tự như vậy chúng ta tập trên dây số 5. Dây số 5 anh chị cũng để con cái ngay số 5 nha. Rồi để dây số 5 và chúng ta bắt đầu là đàn. Bắt đầu nha. 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6 tiếp theo nữa chúng ta tập trên dây số 4. Ngón cái chúng ta sẽ đàn là dây 6, dây 5, dây 4 nha anh chị em. Rồi dây số 4 này chuẩn bị nè. 1 2 vào. 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 3 9 2 3 10 2 3. Thì ở bài tập này thì anh chị em bắt đầu làm quen với dây đàn và với là con cái thôi. Anh chị em tập thiệt là kỹ cho Tùng. Nhớ là vừa tập chân. Ở phát thứ nhất thì chúng ta sẽ đàn mạnh hơn hai phát còn lại. Một là mạnh, hai ba đừng khẽ lại thôi. Nhớ nha chị anh em, tập nhiều lần như vậy. Nếu mà chúng ta có thời gian thì chúng ta tập ba bốn lần như vậy nha, để cho con cái chúng ta làm quen. Và anh chị em nhớ là hạn chế nhìn vào xuống dây đàn, hạn chế nhìn. Lúc đầu mình có thể là mình nhìn xuống dây đàn, nhưng mà vì sao mình ít nhìn lại để mình tạo cái cảm giác cái ngón tay mình với cái dây đàn nha anh chị em. Rồi thì Tùng chào anh chị em và hẹn gặp lại trong bài giảng tiếp theo.